nhiều khó khăn, đi qua bao nhiêu nỗi thăng trầm. Đôi lúc anh mệt mỏi, chỉ có em ở bên, là người mang đến cho anh những tiếng cười. Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng mắt anh này, anh sẽ rất hạnh phúc nếu sớm mai tỉnh giấc. Người đầu tiên anh trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Giờ hãy hứa trọn đời yêu anh nhé. Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng mắt anh này, anh sẽ rất hạnh phúc nếu sớm mai tỉnh giấc. Người đầu tiên anh trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Dù mai mưa nắng, anh sẽ luôn là người dẫn lối, buồn vui rất khó đã có anh ở đây sẽ chia. Chẳng cần em phải lo lắng hay quan tâm điều gì, bao giờ hay hứa trọn đời yêu anh. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông,
rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em, anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Anh vẫn còn nhớ lần đầu tiên ta gặp nhau, chẳng biết trước lần đó sẽ là lần cuối anh yêu một ai trên đời. Anh không còn mơ gặp và yêu ai được nữa. Giờ anh đã có em đây rồi, cùng em đi hết quãng đường đời. Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng, nhưng không có nghĩa không rộng lớn. Cả đất xanh hơn cả trời. Anh yêu em, anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em, anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ trong anh bây giờ có lẽ hơn cả chân ngừng đi thì đôi ta cũng sẽ
để thấy nhà cửa, để đi nhà cửa, vinh danh và khai huyền. Ok vào đi ạ, đi theo vào đứng lại nào. Giữ sức tuyệt vời. Rồi nhà anh đây nha, thẳng đây nha, cái chân này. Chân là mê lên người, xin người, cùng tôi yêu sớm. Ok, lên đi ạ. Hey! Giờ xin mời lên tiếp theo luôn ạ. Nhớ nghe em đi đâu. Rồi này, hãy thẳng đây nào. Mà sẽ là những chân này. Chào đính hôn của Quy Danh và Thanh Huyền. Vâng, kính thưa các cụ, kính thưa các vị các quý, các bậc cha mát đại diện đôi bên dòng họ. Cái chúng tôi được đón nhận những tình cảm rất đông đủ của các cụ, các bậc cha mát đôi bên dòng họ cùng toàn thể bạn bè xa gần. Hôm nay đã dành những tình cảm cao quý trở về chung vui buổi lễ đặt cơ chầu đính hôn của Quy Danh và Thanh Huyền. Lời đầu tiên xin trân trọng kính mời các cụ, các bậc cha mát của bạn bè trong trường chúng ta mời nước mời thuốc. Và xin được thay mặt đôi bên gia đình thay lời cho Huy Danh và Thanh Huyền cảm ơn những tình cảm của các cụ, các bậc cha mát cùng toàn thể bạn bè có mặt trong hôn trường này. Nồng nhiệt chúc mừng buổi lễ nòi đặt cơ chầu đính hôn của đôi bạn Huy Danh và Thanh Huyền. Thưa các vị các quý, các bậc cha mát đại diện đôi bên dòng họ cùng toàn thể bạn bè của Huy Danh và Thanh Huyền trở về chung vui qua mặt gian tìm hiểu của Huy Danh và Thanh Huyền, được sự đồng bạc vuông chồng của hai bên gia đình. Gia đình hộ trai là ông Đạt và bà Hoài, gia đình hộ gái là ông Hoan và bà Hà. Hôm nay được sự đồng thuận nhất trí của hai bên gia đình hộ trai và hộ gái, gia đình hộ trai tôi đã sửa xính lễ đính hôn sang họ nhà gái. Cơ chầu này xin được kính gia tiên kính trình đến bên dòng họ. Chính thức ngày hôm nay xin được kết tình thông gia giữa hai gia đình ông bà Đạt và ông bà Hoan và cho hai cháu Huy Dân và Thanh Huyền được đến với nhau một tình yêu và sẽ nên duyên vợ chồng theo đúng phong tục tập quán của cha ông ngàn đời xưa để lại. Những trường để có lời phát biểu cảm ơn, giới thiệu thành phần đoàn biểu về dự buổi lễ đính hôn của Huy Danh và có xính lễ cơ chầu đính hôn của chú rể Huy Danh, xin trân trọng kính mời. Ông có bà, gia đình chú bác của hai bên dòng họ, bạn bè nam nữ và hai con hai cháu. Hôm nay là ngày đặt chầu của các cháu Huy Danh và Thanh Huyền. Thì hôm nay tôi thay mặt cho họ nhà trai để có cái lễ gọi là đặt chầu để cho nhà trước là tổ tiên ông bà phù hộ cho hai con hai cháu được trăm năm hạnh phúc và được như vậy là có nhà gái và như vậy là chúng ta chấp nhận để cho được các cháu được niên duyên mới. Nhà ngồi ngoài thì tôi xin giới thiệu thì cho bác dòng họ nhà nội chúng tôi đi thì có là cha gì chú bác về là anh chị em là bà ngoại về các anh chị trong nội tộc và ngoại là đã đến hôn trường cùng chung vui với ngày của các con các cháu ở đôi bên thì cũng ngồi từ xa cũng như là và người đông để tôi cũng được gặp là ông bà ông Đạt bà ngoại thì hôm nay thì nó là ngày như vậy là cái lễ ăn hỏi cho hai con hai cháu của hai bên dòng họ thì tôi cũng có cái là đề nghị tức là bên ngoại thì được phải chấp nhận ăn hỏi và các thứ này cho các con các cháu của đôi bên. Rất trân trọng cảm ơn lời phát biểu của vị đại diện họ nhà trai. Qua lời phát biểu, vị đại biểu đã cảm ơn những tình cảm cao quý, những tấm lòng vàng của các cụ, các bậc cha mát đối bên dòng họ cùng toàn thể bạn bè của hai cháu Huy Danh và Thanh Huyền đã trở về chung vui buổi lễ nòi đặt cơ chầu đính hôn của đôi bạn hôm nay. Và gia đình họ trai tôi đã sửa xính lễ đính hôn sang họ nhà gái. Cơ chầu này xin được kính gia tiên
kính trình với đức bên chồng họ. Chính thức ngày hôm nay xin được kết thành thông gia giữa hai gia đình ông bà Đạt và ông bà Hoan, và cho hai cháu Huy Danh và Thanh Huyền được nên duyên vợ chồng và làm con cái râu rể đối bên gia đình họ trai và họ gái. Cảm ơn là phát biểu của vị đại diện họ nhà trai. Hôn trường nổ một tráng tay thật rộn rã để chúc mừng nghĩa tình hai họ thông gia như tre ấm bụi, như hoa bốn mùa. Mà đã yêu nhau thì củ ấu cũng về tròi, sao cho màu đỏ nón son vẫn hồng. Để tiếp lời phát biểu của vị đại diện họ nhà trai, giới thiệu thành phần đại biểu của gia đình và xin được tiếp nhận lễ đính hôn này của hai cháu Thanh Huyền và Huy Danh. Trịnh trọng kính mời một vị đại diện gia đình họ gái cũng có thể phát biểu. Xin trịnh trọng kính mời. Kính thưa các cụ, kính thưa các ông, các bà, kính thưa các bạn bè thanh niên nam nữ của hai cháu Thanh Huyền và Huy Danh. Lời đầu tiên, tôi xin phép được gửi tới các cụ, các ông, các bà lời chào trân trọng nhất. Qua đây, tôi là bác của cháu Thanh Huyền và cũng chị là vị đại diện họ nhà gái. Tôi cũng xin giới thiệu với các quý vị là ngồi đây là có ca bà nội của cháu Thanh Huyền, và các bà lân cận đây còn ngồi dưới kia là các bác, các cô của cháu, có bà Hoan với Hà. Rồi, còn ngồi bên này là ông bà Hoan Hà, là thân sinh ra cháu Thanh Huyền. Ông bà Đạt và Vân Anh là xin thân sinh ra cháu Huy Danh. Và qua thời gian các cháu tìm hiểu nhau thì các cháu đã về báo cáo với hai bên gia đình là được sự nhất trí của hai bên gia đình và đã vun vén, vun đắp cho các cháu ngày hôm nay là ngày lành tháng tốt, gia đình nhà trai có sính lễ đến với hoa gia đình nhà gái chúng tôi. Và đầu tiên là thắp hương để kính cáo với gia tiên, thứ hai nữa là để làm lễ đính hôn cho hai cháu. Đại diện cho nhà gái, tôi xin chấp nhận lễ của nhà trai đến với nhà gái chúng tôi. Và cuối cùng, tôi xin phép được gửi lời chính chúc các cụ, các ông, các bà và toàn thể bạn bè thanh niên nam nữ của hai cháu lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc cho hai cháu may về chung một mái nhà hạnh phúc. Tôi xin cảm ơn. Vừa rồi cũng là lời phát biểu của vị đại diện gia đình họ gái, cũng là lời phát biểu cảm ơn tới tình cảm của các cụ, các bậc cha bác đôi bên dòng họ cùng toàn thể bạn bè của hai cháu Thanh Huyền và Huy Danh hôm nay đã bớt chút những thời giờ vàng ngọc trở về chúc vui buổi lễ nòi đặt cơ chờ đính hôn của hai cháu Thanh Huyền và Huy Danh. Và vị đại diện gia đình họ gái cũng xin được tiếp nhận tấm lễ đính hôn của hai cháu Thanh Huyền và Huy Danh. Cảm ơn lời phát biểu của vị đại diện họ nhà gái. Chúng ta một lần nữa nổ một tráng tay thật lớn để chúc mừng. Phòng ban mở cửa từ đây, chúc mai sum họp dựng xây ái tình, cây đa bến nước sân đình, từ đây sẽ mãi mãi soi hình đôi ta. Để tiếp nối chương trình, xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đại diện gia đình họ gái. Trân trọng kính mời bố mẹ Hoan hãy dẫn con gái Thanh Huyền trở về lễ đài hạnh phúc để trình diện có lời chào toàn thể hôn trường. Chúng ta cùng chúc vui trong buổi nan buổi lễ nòi đặt cơ chầu đính hôn của hai con Thanh Huyền và Huy Danh. Xin mời hôn trường chúng ta tiếp tục mời nước mời thuốc và cùng chúc vui. Xin lễ đặt chầu với chúng tôi thì hôm nay tôi dẫn con gái ra trình diện với các quý cụ, quý ông, quý bà. Quý cụ, quý ông, quý bà mời nước, mời thuốc, mời chầu. Rồi chúc mừng cho hai cháu hôm nay. Xin cảm ơn.
vui quá, có phần hơi run, hơi xúc động. Vâng, bố Hoan, bố Đề chính thức dẫn con gái ra để trình diện có lời chào toàn thể hôn trường. Hôn trường chúng ta mới đi một thuốc và cùng chung vui ngày vui phúc của hai con Thanh Huyền và Huy Danh. Cảm ơn bố Hoan dẫn con gái ra chào hôn trường. Chúng ta nổ một chân tay thật to để chúc mừng. Đúng là trai tài gái sắc xứng đôi, dành trái cho Huyền cả trái tim, cả đời hy vọng, cả non sông, để được sống say sưa bên người vợ nhỏ với anh hoàng hôn cặp má hồng. Mà danh sẽ trao cho Huyền cả tấm lòng, cả trăng, cả sao và cả xuân tươi nữa, để được thấy Huyền mỉm cười, để môi Huyền sẽ luôn luôn được gắn trên môi xanh mãi, để yêu em đến cho đời. Giờ phút thiêng liêng này, chúng tôi xin được trân trọng cái mời cho phép tôi gọi chú rể Huy Danh trở về hội trường để trình diện có lời chào toàn thể hội trường cùng chúc vui ngày vui phúc của Huy Danh và Thanh Huyền. Chào bố Hoan thứ tám để tặng người vợ Huyền Thanh Huyền. Chúng ta nổ một cái tay thật lớn để chúc mừng dưới sự chứng kiến của toàn thể hội trường. Xin mời hai cháu không quên thay lời cảm ơn hãy cúi đầu để chào hội trường. Hôn trường nổ một cái tay thật to để chúc mừng. Đúng là trai tài gái sắc xứng đôi. Vâng, trên hội trường nghĩa tình hai họ thông gia như tre ấm bùn, như hoa bốn mùa, mà đã yêu nhau thì cù hũ cũng về tròn, sao cho màu đỏ nón son vẫn hồng. Tiếp nối chương trình xin được trân trọng kính mời đôi bên gia đình thông gia trở về hội trường để thực hiện nghi lễ trao nhận lễ trong buổi lễ đính hôn của hai con Huy Danh và Thanh Huyền. Trân trọng kính mời gia đình họ trai ông Đạt bà Hoài, gia đình họ gái ông Hoan và bà Hà trở về hội trường để đôi bên thông gia tiến hành trao nhận lễ đính hôn của hai con. Xin trân trọng kính mời. Trên đầu hội trường chúng ta đã được chứng kiến đôi bên gia đình Huy gia đã trở về hội trường để chuẩn bị tiến hành chào nhận lễ trong buổi lễ hôn của hai con. Xin hội trường nổ một tràng tay thật to giá để chúc mừng. Đầu tiên là mâm lễ chầu cầu, xin mời gia đình nhỏ trai nhờ các cháu Nam Thanh trở về hội trường để giúp chúng tôi chuyển mâm lễ. Đầu tiên là mâm lễ chầu cầu. Dù cho bão tố mưa tuôn, thì ta vẫn đứng cây chầu vẫn xanh. Hôm nay em đã ở bên anh, đôi tim hòa nhịp cùng nhau tháng ngày. Mẹ cha vẫn khởi trong lòng, tuổi cao đại thọ, cuộc đời nở hoa. Chúng ta nổ một cái tay thật to để chúc mừng. Xin nhờ các cháu Nam Thanh Nữ Tú đã chuyển mâm lễ này vào trong nhà của gia đình hồ gái tôi. Rất tươi tắn, đang tiến hành chào mâm lễ rượu trà nước thuốc. Đúng là yêu nhau yêu cả cuộc đời, mà dù gặp rất khó vẫn cùng bên nhau. Cho dù tuyết trắng siêu phai, cho dù biển cạn non rời, vì tình yêu của đôi ta vẫn mãi mãi bên nhau trọn đời. Yêu nhau hai trái tim vàng, một căn nhà nhỏ ta suốt đời bên nhau. Xin hội trường tiếp tục nổ một chân tay thật dài để chúc mừng. Tiếp tục các cháu, nhờ các cháu chuyển mâm lễ này vào trong nhà của gia đình chúng tôi. Mâm lễ những hoa thơm trái ngọt. Tất cả những sính lễ của gia đình họ trai đã được chuẩn bị rất long trọng. Tiếp theo là mâm lễ những hoa thơm trái ngọt trong ngày vui phúc của Huy Danh đã được đang tiếp tục được đôi bên gia đình thông gia tiến hành trao nhận. Năm tháng mới đời hôm nay ngày vui hạnh phúc buổi lễ đính hôn của hai con. Hai bà mẹ, hai bà thông gia đang trao mâm lễ những hoa thơm trái ngọt trong ngày vui hạnh phúc của hai con. Chúc hai con trăm năm hạnh phúc. Xin hôn trường tiếp tục nổ một chân tay thật to để chúc mừng. Tiếp theo là mâm bánh ngọt. Nhà các cháu tiếp tục và chuyển mâm bánh ngọt. Tình yêu của hai cháu rất vuông tròn đã được thể hiện trong mâm lễ này, mâm bánh ngọt. Bao năm tháng mở đời, chúng ta viết chiếc lễ đài hạnh phúc. Chúng ta đang được chứng kiến hai bà thông gia đang trao mâm bánh ngọt. Nhờ các cháu chuyển mâm lễ này tiếp tục vào trong nhà. Tiếp tục là mâm bánh.
trong ngày hạnh phúc của Huy Danh. Sông Nam Định mình vừa trong vừa mát, anh ghé thuyền đỗ sát thuyền em, dừng chèo muốn ngỏ tâm tình, sông bao nhiêu nước danh thương mình bấy nhiêu. Chúng ta nổ một tráng tay thật to đi để chúc mừng. Tiếp tục nhà các cháu chuyển mâm bánh này vào trong nhà. Còn hai mâm nữa là mâm bia và mâm nước ngọt. Xin nhờ hai bà dành cho hai ông, dành cho hai ông trao hai mâm này. Tiếp theo là mâm bia trong ngày vui phúc của hai con. Rất vui vẻ, hai ông thông gia bắt đầu tiến hành trao nhận mâm bia trong ngày vui phúc của hai con. Đúng là chín bậc tình yêu. Hoa ngày mai em sẽ về làm dâu nhà chồng. Và trong buổi lễ hôm nay chúng ta đang được chứng kiến hai ông thông gia đang trao mâm bia trong ngày vui phúc của hai con Huy Danh và Thanh Huyền. Xin hỗ trường cho một tráng tay thật to để chúc mừng. Và tiếp theo là mâm nước ngọt. Trai tài gái sắc xứng đôi chiếc con trường. Sự hiện diện chính thức của đôi bên gia đình thông gia, bên nội bên ngoài, song thân phù mẫu của Huy Danh và song thân phù mẫu của Thanh Huyền đã tiến hành trao những sính lễ trong buổi lễ hôn của Huy Danh và Thanh Huyền đã hoàn thành. Chúng ta nổ một trái tay thật to để chúc mừng tất cả những sính lễ trong buổi lễ ăn hỏi của Huy Danh đã được cả gia đình họ trai trao nhận cho gia đình họ gái đã xong. Xin cảm ơn. Và xin mời đôi bên thông gia hãy dành cho nhau một cái bắt tay rất chặt, rất đoàn kết. Xin mời hai bà hãy bắt tay nhau đi, ôm nhau chặt vào. Chúng ta nổ một tráng tay thật lớn để chúc mừng. Kính thưa hội hôn, được sự thông cảm nhất trí của hai bên gia đình trong buổi lễ ăn hỏi của Huy Danh, gia đình họ trai tôi tiếp tục chuyển lễ nạp tài, lễ xin cưới của Huy Danh sang họ nhà gái. Lễ tấm lễ này xin được kính tổ tiên nội ngoại và gia đình ông bà Hoan và chính thức được nhận con dâu Thanh Huyền về làm, ngày mai sẽ về làm dâu con của gia đình ông bà Đạt. Xin trân trọng kính mời gia đình họ trai, gia đình bà Đạt tiến hành trao mâm lễ xin cưới này cho gia đình họ gái. Xin trân trọng kính mời. Đây là mâm lễ xôi kê để kính tổ tiên nội ngoại của gia đình họ gái. Mời cả nhà đi với con đi ạ. Rể ơi nhìn đây nào. Xin mời đôi bên chúng ta hãy nở những nụ cười rất vui vẻ. Và chúng ta nổ một tràng tay thật dài để chúc mừng. Được rồi đi ạ. Nhà các cháu tiếp tục chuyển mâm lễ này vào trong nhà. Tiếp theo cũng là mâm lễ nạp tài xin cưới, mâm lễ kính tổ tiên nội ngoại. Như vậy là chính thức đã nên duyên vợ chồng và kết tình thông gia từ ngày hôm nay, ngày 11 tháng 10 năm 2014, tức ngày mùng 9 tháng 10 năm Giáp Thìn. Xin hôn trường chúng ta nổ một trái tay thật rộn rã để chúc mừng. Xin cảm ơn. Xin mời đôi bên thông gia về bàn hạnh phúc để tiếp tục ngày vui phúc của hai con. Kính thưa hội hôn, đã có câu rằng uống nước phải nhớ nguồn, ăn quả ngọt phải nhớ người trồng cây. Trong ngày vui phúc của hai con Huy Danh và Thanh Huyền, tiếp tục chương trình xin được trân trọng kính mời bố mẹ Hoan hãy dẫn hai con vào trong nhà để hai con được thực hiện nghi thức thắp hương kính tổ tiên nội ngoại của hai cháu Thanh Huyền và Huy Danh. Oh.
Chị và các bạn, đôi bên dòng họ cùng toàn thể bạn bè của Huy Danh và Thanh Huyền, tất cả những sính lễ buổi lễ ăn hỏi đặt cơ chờ đứng hôn, buổi lễ nạp tài của Huy Danh và Thanh Huyền đã được đôi bên gia đình thông gia, đôi bên dòng họ tiến hành rất chú đáo, đã hoàn thành. Xin được cảm ơn những tình cảm sĩ diện của các cụ, các bậc cha bác, đôi bên dòng họ cùng toàn thể quý chị và các bạn trở về chung vui ngày vui phúc của Huy Danh và Thanh Huyền và tiếp tục chương trình, được sự đồng thuận nhất trí của hai bên gia đình họ trai và họ gái. Gia đình họ trai tôi tiếp tục và sửa tấm lễ xin cưới. Tấm lễ này xin được kính tổ tiên đôi bên dòng họ của nội ngoại của gia đình bà Hoan và chính thức được cưới cháu Thanh Huyền về nấm dông con của gia đình của bà Đạt, nằm vợ của chú rể Huy Danh vào ngày mai, ngày 12 tháng 10 năm 2024, tức ngày mùng 10 tháng 9 năm Giáp Thìn. Trân trọng kính mời một vị đôi bên dòng họ trở về hôn trường để tiến hành trao nhận tấm lễ xin cưới này của hai cháu Huy Danh và Thanh Huyền. Xin trân trọng kính mời. Đây là tấm lễ xin cưới chính thức ngày mai. Xin được cưới cháu Thanh Huyền về làm vợ của cháu Huy Danh và làm dâu con của gia đình ông bà Đạt và trong dòng họ nhà trai. Chúng ta nổ một tràng tay thật to để chúc mừng. Xin cảm ơn. Trước tiên tôi xin cảm ơn thông báo ông Hoan và tất cả họ hàng đã như vậy là tạo điều kiện cho cháu Danh đã được tìm hiểu cho cháu Huyền đến ngày hôm nay đã gọi là trọn tình đại nghĩa, thì cho tôi được gửi lời chúc sức khỏe các ông các bà và hai bên dòng họ có một sức khỏe và hạnh phúc, và tôi xin chân thành cảm ơn. Các
cụ, các ông, các bà. Trong bây giờ ngày hôm nay thì tôi cũng đề nghị là năm mai là chúng tôi họ nhà trai thì khoảng 1 giờ hơn chúng tôi được xin phép trong hôn trường được đón cháu Huyền để làm lời dấu con trong gia đình nhà ông bà ông Đạt, còn trong gia đình họ hàng nhà chúng tôi. Vâng, tôi rất chân thành cảm ơn các ông, các bà, các cụ. Và đến giờ này cũng là giờ và tức là chúng tôi cũng được xin phép và cảm ơn tức là về gia đình ngoại đã đồng nghiệp tiếp đón của phái đoàn chúng tôi. Đến giờ này thì cho gia đình họ nhà trai chúng tôi được xin phép ra về và chúng nữa là để gặp lại để ngày mai trong chương trình. Vừa rồi là lời phát biểu của vị đại diện họ nhà trai, các đại phát biểu cảm ơn và được sự nhất trí của hai bên gia đình họ trai tôi, gia đình ông Bạch Đạt đã sửa tấm lễ xin cưới sang họ nhà gái. Tấm lễ này xin được cưới cháu Thanh Huyền về làm dâu con của gia đình Bạch Đạt vào ngày mai, ngày mùng 10 tháng 9 năm Giáp Thìn, và gia đình họ trai tôi giờ này cũng đã đến giờ xin phép được lại nhà để chuẩn bị công việc ngày mai, buổi lễ thành hôn của hai cháu Huy Danh và Thanh Huyền. Xin trân trọng cảm ơn và xin được kính chúc phái đoàn họ nhà trai lên đường ra về mạnh khỏe hạnh phúc thượng lộ. Thuyền em đi trên sông trắng sáng, cưới nhau về ta giữa hội vui trên sông dài thuyền hoa răng bao. Em trôi vào ánh sáng hồng tươi những đèn hoa với bao màu xanh ngát hồn ta. Thuyền em trôi vào đêm vui. Ơi hò khoan, tiếng hát em vang cả dòng sông. Dòng sông xanh xanh lên tình người, dòng sông xanh xanh lên ước mơ. Thuyền em trôi về bến mới, bến yên lành suối mái chèo vui, bến thanh bình ta sống thành thơ. Quê xưa thành phố mới, rước em về con nước mừng vui, rước em về cho bến nghỉ ngơi. Thuyền hoa ơi dừng đây thôi. Quê xưa
thành phố mới, rước em về còn nước mừng vui, rước em về cho bến nghỉ ngơi, thuyền hoa ơi dừng đây thôi. Chợ quê xưa thành phố mới, rước em về còn nước mừng vui, rước em về cho bến nghỉ ngơi, thuyền hoa ơi dừng đây thôi. Bao suối sâu nắng mưa gió sương anh không ngại, chỉ mong gặp em người em gái, hát câu dân ca người ơi đừng về, câu dân ca ngày xưa em hát để nhớ thương anh phải đi tìm, và hôm nay vào ngày hồi lim gặp lại em vẫn như xưa. Vào hội liêm em mặc áo thế, chân đi gốc mộc, đội nón quay thao em bước qua cầu, hát câu quan họ chúng tình làm đôi, hát câu quan họ chúng tình làm đôi. Về với quê anh, quê anh có dòng sông Hậu, rằng dừa xanh soi bóng nước quanh năm. Từng đêm dưới ánh trăng gái trai sánh vai vui thanh bình, vắng trên dòng kinh dòng ai hát con gió sang sông rồi sao số lòng. Em yêu ơi về quê anh nhé, mùa gió sông ngày đục đêm trong một liều tranh ta sống trăm năm. Bao suối sâu nắng mưa gió sương anh không ngại, chỉ mong gặp em người em gái, hát câu dân ca người ơi đừng về, câu dân ca ngày
xưa em hát để nhớ thương anh phải đi tìm, và hôm nay vào ngày hồi lim gặp lại em vẫn như xưa. Có dòng sông Hậu và rằng dừa xanh soi bóng nước quanh năm. Từng đêm dưới ánh trăng gái trai sánh vai vui thanh bình, vắng trên dòng kinh dòng ai hát con gió sang sông rồi sao số lòng. Em yêu ơi về quê anh nhé, mùa gió lên con nước vơi đầy. Một con sông ngày đục đêm trong, một lều tranh ta sống trăm năm. Một con sông ngày đục đêm trong, một lều tranh ta sống trăm năm. Một ngày thì được chọn đến một giờ, đó chính là giờ hoàng đạo. Giờ hoàng đạo ngày hôm nay nhà trai chúng tôi lựa chọn vào lúc 13:05. Nói về công tác chuẩn bị của gia đình nhà trai chỉ còn rất rất ít phút nữa thôi, thì chúng ta sẽ chính thức xuất phát lên đường đi đón dâu. Đối với tất cả quý vị, ngày hôm nay trở về những món quà, những âm về âm nhạc, những món quà về những lời chúc, đó chính là hành trang tuyệt vời nhất sẽ cùng chú rể và cô dâu bước trên quãng đường đời. Hơn nữa với tình cảm của quý vị trong ngày hôm nay cùng ở lại với gia đình nhà trai chúng tôi để cùng tham dự buổi lễ thành hôn, đó lại là một món quà vô giá nhất mà gia đình nhà trai cũng như chú rể của dâu được đón nhận. Chính vì điều đó rất mong muốn các anh chị ạ, chúng ta cùng gác công việc lại được không ạ, gác công việc lại để ở lại với gia đình nhà trai buổi chiều hôm nay. Nhất trai làng anh công tử hào hoa, nhất gái quê em quê cả con nhà. Tròn đôi tám nàng là bông bưởi trắng, tròn đôi chín chàng mô đen rất lặng. Đôi trai tài gái sắc kém chi ai, đôi trai tài gái sắc kém chi ai. Anh nhất làng trong, còn em nhất mà làng ngoài. Tiếng vàng đồn anh công tử giàu sang, tiếng cũng vàng em có út hột xoàn. Nhà anh có ruộng cỏ bay thẳng cánh, nhà em có vườn trái cây rất mạnh. Đôi trai tài gái sắc kém chi ai, dân trong làng mong đám cưới lai rai. Trai thết bò dê, con gái thết lợn gà. Trai tài gái sắc, trai tài gái sắc, đám cưới thật là vui ghê. Trăm thuyền đuôi tôm, 50 giò lái, rước sâu rộn ràng. À, từng bừng pháo nổ, bia rượu cùng nổ, tiếng trống nhạc vang lên. Làng anh công tử chịu chơi, nhất gái quê em tươi mát trên đời. Nhà anh có ruộng vườn trâu bò lắm, thì đâu xa chuyện tốn hao vất vả. Năm trăng mật đi khắp thế gian chơi, sau trăng mật ta vẫn cứ dòng chơi. Anh nhất hành tinh nè, còn em nhất trần đời. Thank you.
tài gái sắc, trai tài gái sắc, đám cưới thật là vui ghê. Trăm thuyền đuôi tôm, 50 giò lái rước dâu rộn ràng. À, tưng bừng pháo nổ, bia rượu cùng nổ, tiếng trống nhạc vang lên. Làng anh công tử chịu chơi, nhất gái quê em cười mát trên đời. Nhà anh có ruộng vườn trâu bò lắm, thì đâu xa chuyện tốn hao vất vả. Năm trăng mật đi khắp thế gian chơi, sáu trăng mật ta vẫn cứ dòng chơi. Anh nhất hành tinh còn này, em nhất trần đời. Đi khắp thế gian chơi, sau trăng mật ta vẫn cứ dòng chơi. Anh nhất hành tinh còn này, em nhất trần đời. Các bạn trai bác có thể sở hữu một phần của huy danh và danh hiệu. Xin mời quý
Các quý, các bậc cha bác đôi bên dòng họ cùng toàn thể bạn bè của Huy Danh và Thanh Huyền rất vinh dự trở về chung vui buổi lễ đón đoàn, buổi lễ đón dâu, buổi lễ vô quy của Huy Danh và Thanh Huyền, khán phòng cưới của gia đình họ gái được đón nhận những tình cảm rất đông đủ của các cụ, các bậc cha bác đôi bên dòng họ cùng toàn thể bạn bè xa gần hôm nay trở về chung vui chứng kiến buổi lễ đón dâu, buổi lễ vô quy của Huy Danh và Thanh Huyền. Lần đầu tiên xin được thay mặt gia đình thay lời đôi xuyên mới bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới các cụ, các bậc cha bác cùng toàn thể bạn bè có mặt trong buổi trường hôm nay, nồng nhiệt chúc mừng ngày trọng đại buổi lễ đón dâu, buổi lễ vô quy của Huy Danh và Thanh Huyền. Xin hôn trường nổ một tràng pháo tay thật to đá để chúc mừng. Vâng, kính thưa các cụ, kính thưa các vị các quý, các bậc cha bác cùng bạn bè của Huy Danh và Thanh Huyền. Trải qua một thời gian tìm hiểu của Huy Danh và Thanh Huyền, được sự đồng bạc vun trồng của hai bên gia đình, thông gia gia đình họ trai là ông bà Đạt, gia đình họ gái là ông bà Quang, hôm nay ngày lành tháng tốt, ngày 12 tháng 10 năm 2024, tức là ngày mùng 10 tháng 9 năm Giáp Thìn, được sự thống nhất của hai bên gia đình chúng tôi đã sửa soạn tấm lễ cơ chầu xin dâu sang hoa nhà gái. Cơ chầu này xin được kính gia tiên, kính trình với đến bên chồng họ. Chính thức ngày hôm nay xin được đón cô dâu Thanh Huyền về làm dâu con của gia đình họ nhà trai và làm vợ của chú rể Huy Danh. Ban tổ chức xin được trân trọng kính mời một vị đại diện gia đình họ trai có lời phát biểu và có tấm lễ cơ chầu xin dâu của Huy Danh. Xin trân trọng kính mời. Các cụ, các ông, các bà cùng cô chú, cô dì, chú bác ở bên cạnh họ và bạn bè nam nữ thanh niên, hai con hai cháu được sự nhất trí của ông bà ông Đạt và ông bà Hoan lấy ngày mùng 10 tháng 9 lần này con nào nhất của đời các con các cháu, thì tôi thay mặt họ nhà trai là sắm một cái chầu sang xin dâu, cũng được cho phép tôi được thay mặt cho họ nhà trai được xin cháu Huyền để làm dâu con nhà ông Đạt và được cũng làm một thành viên mới của trong dòng của chúng tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn. Rất trân trọng cảm ơn lời phát biểu của vị đại diện họ nhà trai. Phần đã phát biểu, vị biểu đã cảm ơn những tình cảm cao quý, những tấm lòng vàng của các cụ, các bậc cha bác đối bên dòng họ cùng toàn thể bạn bè của Huy Danh và Thanh Huyền hôm trở về chung vui buổi lễ đón dâu, ngày vui buổi lễ vô quy của Thanh Huyền và Huy Danh. Cảm ơn lời phát biểu của vị họ nhà trai đã có tấm lễ cơ chầu xin dâu của chú rể Huy Danh. Ban tổ chức xin được cùng hội trường nổ một tràng tay thật lớn để chúc mừng. Nghĩa tình hai họ thông gia, nghĩa tre ấm cúng như hoa bốn mùa. Để tiếp lời phát biểu của vị đại diện họ nhà trai, xin được tiếp nhận tấm lễ cơ chầu xin dâu này của Thanh Huyền và Huy Danh. Xin trân trọng kính mời một vị đại diện gia đình họ gái cũng có lời phát biểu. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các cụ, thưa các ông, các bà, hai bên dòng họ cũng như là toàn thể các bạn bè thanh niên nam nữ của hai cháu Thanh Huyền và Huy Danh. Người đầu tiên tôi xin gửi tới hai họ chúng ta lời chào trân trọng nhất. Và hôm nay ngày lành tháng tốt, nhà trai có lễ đến nhà gái chúng tôi không biết nói gì hơn. Tôi xin chấp nhận lễ nhà trai đến với nhà con gái chúng tôi. Và cuối cùng, tôi xin gửi lời kính chúc toàn bộ các cụ, các ông, các bà cũng như bạn bè thanh niên nam nữ là lời chào và lời chúc sức khỏe. Cuối cùng, chúc các cháu hạnh phúc, về chung một mái nhà hạnh phúc. Xin cảm ơn. Vừa rồi là lời phát biểu của vị đại diện gia đình họ gái cũng có lời phát biểu cảm ơn tới những cảm rất đông đủ của các cụ, các bậc cha bác đối bên dòng họ cùng toàn thể bạn bè của hai cháu Thanh Huyền và Huy Danh đã trở về chung vui buổi lễ đón dâu, buổi lễ vô quy của hai cháu Thanh Huyền và Huy Danh. Và vị đại diện gia đình họ gái, gia đình bà Hoan cũng xin được tiếp nhận tấm lễ cơ chầu xin dâu này của hai cháu Thanh Huyền và Huy Danh. Cảm ơn lời phát biểu của vị đại diện họ nhà gái. Chúng ta nổ một tràng tay thật dài để chúc mừng.
nối chương trình, xin được trân trọng mời hai vị đại diện hai dòng họ trở về trường để tiến hành trao nhận tấm lễ cơ chầu chiêu diêu này của hai cháu Huy Danh và Thanh Huyền. Xin trân trọng kính mời. Trân trọng mời hai vị đại diện hai dòng họ trở về trường để trao nhận cơ chầu chiêu diêu này của Huy Danh và Thanh Huyền. Xin trân trọng kính mời. Trên đầu hội trường, hai vị đại diện hai dòng họ đang tiến hành trao nhận tấm lễ cưới chầu chiêu diêu của Huy Danh và Thanh Huyền. Chúng ta nồng nhiệt nổ một cái tay thật dài để chúc mừng. Xin được cảm ơn. Vừa rồi chúng ta được chứng kiến hai vị đại diện hai dòng họ đã tiến hành trao nhận tấm lễ cưới chầu chiêu diêu của Huy Danh và Thanh Huyền. Đúng là phòng loan mở cửa từ đây. Chúc mai sum họp dựng xây ái tình, cây đa bến nước dân đình. Từ đây sẽ mãi mãi soi hình đôi ta. Để tiếp nối chương trình, xin được trân trọng giới thiệu và kính mời bố Hoan dẫn hai con gái con ra hội trường để trình diện, có lời chào, có lời mời các cụ, các bậc cha bác đôi bên chồng họ. Chúng ta cùng chung vui trong buổi hân hoan ngày vui trọng đại nhất của Thanh Huyền và Huy Danh. Xin trân trọng kính mời. Giờ phút trong ngày này, 3 năm tháng một đời, ngày vui phúc của hai con. Trân trọng các bài bố Hoan. Bố Hoan hãy dẫn con gái yêu quý của mình ra hội trường để trình diện, có lời chào toàn thể hội trường. Chúng ta cùng chung vui trong ngày vui trọng đại nhất của Thanh Huyền và Huy Danh. Trong lúc chờ đợi giờ phút trọng đại, bố Hoan dẫn con gái ra hội trường. Xin mời hội trường mời nước, mời thuốc. Trần Xuân xin gửi tới một ca khúc của nhà sĩ Hoàng Sông Hương, tình ca biển bạc đồng xanh, để chúc mừng ngày hạnh phúc của đôi bạn Thanh Huyền và Huy Danh. Xin mời hội trường chúng ta cùng thưởng thức. Một phần nhà liên tâm chúng ta triển khai trà nước để có mời vui đi chung họ, mời nước chúc vui ngày vui đại của Thanh Huyền và Huy Danh. Và Hoài, và chúng tôi cũng từ
từ giờ trở đi cháu Thanh Huyền cũng là một thành viên của nhà trai, và chúng tôi cũng tiếp nhận cháu Huy Danh về làm con của chúng tôi, và cháu Huy Danh cũng là một thành viên mới trong gia đình họ và nhà trai chúng tôi. Cuối cùng tôi cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các quý vị có mặt trong ngày hôm nay, và tôi cũng là lời kiểu của tôi ngắn gọn, nó không chuyên lắm nhưng thôi tôi hồi hộp tôi cảm ơn. Niềm vui bao năm tháng bắt đời rất xúc động. Hồ Hoàng đã dẫn con gái yêu quý ra hội trường để trình diện có lời chào toàn thể hội trường, và xin được cảm ơn sự chứng kiến rất đủ của toàn thể hội trường. Chúc hai con trăm năm hạnh phúc. Cảm ơn bố Hoàng đã dẫn con gái ra chào hội trường. Chúng ta nổ với tay thật to để chúc mừng. Cũng là trai tài gái sắc xứng đôi, danh sẽ chắc cho Huyền cả trái tim, cả đời hy vọng, cả non sông, để được sống say sưa bên người vợ nhỏ, vẫy hoàng hôn cặp má hồng. Mà danh sẽ chắc cho Huyền cả tấm lòng, cả trăng, cả sao và cả xuân tươi nữa, để được thấy Huyền mỉm cười, để môi Huyền luôn luôn được gắn trên môi danh mãi, để yêu em đến cho đời. Giờ phút trọng đại này, chúng tôi xin được trịnh trọng kính mời chú rể Huy Danh trở về lễ đài hạnh phúc để trình diện có lời chào toàn thể hôm trời, và chính thức chú rể sẽ trao bó hoa tươi thắm nhất của đài phúc cho người vợ Hiền. Nhìn nhau vào ánh mắt yêu thương té nửa đêm, hôn trường nổ một trong ở đây, thắp cho ta để chúc mừng. À vâng, vừa rồi bao năm tháng mới đợi ngày vui hạnh phúc của con gái và con rể, bố Hoàng đã trao cúc quà cưới và cổ hồi môn trao tặng cho hai con. Chúc hai con bước vào cuộc sống hôn nhân của gia đình tràn đầy hạnh phúc. Một nữa chúng ta nổ với tay thật lớn để chúc mừng. Kính thưa các cụ, kính thưa các vị khách quý, các bậc cha bác cùng bạn bè của Huy Danh và Thanh Huyền, cũng rất vinh dự bao năm tháng ngoài đời đã có câu rằng uống nước phải nhớ nguồn, ăn quả ngọt phải nhớ người trồng cây. Bao năm tháng ngoài đời, ngày vui phúc của hai cháu ruột Thanh Huyền và Huy Danh, xin được trịnh trọng kính mời bà nội của cháu Thanh Huyền. Hôm nay bà nội rất vui, bà nội đã chuẩn bị chút quà cưới để chúc mừng cho cháu. Xin được trịnh trọng kính mời bà nội của cháu Thanh Huyền trở về hội trường để bà có những chút quà cưới trao tặng cho cháu gái Thanh Huyền và cháu rể Huy Danh. Xin trịnh trọng kính mời. Trân trọng kính mời sự diện và những chút quà cưới của bà nội của cháu Thanh Huyền. Vâng. Hôm nay bà nội nở nụ cười rất đôn hậu, chuẩn bị rất chu đáo. Bà dành tặng những chút quà cưới để chúc mừng cho hai cháu Thanh Huyền và Huy Danh. Chút quà cưới của bà nội là một chiếc nhẫn vàng, vâng, vàng 4 con 9 vàng SCC. Bà nội chuẩn bị mấy chục năm rồi. Hôm nay chính thức trao tặng cho cháu gái Thanh Huyền những chút quà cưới này. Chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc. Cảm ơn những chút quà cưới của bà nội dành cho hai cháu. Xin hội trường nổ một cái tay thật nồng nhiệt để chúc mừng. Xin cảm ơn. Vừa rồi là những chút quà cưới của bà nội dành cho hai cháu Thanh Huyền và Huy Danh. Và cũng bao năm tháng đời, ngày vui phúc của hai cháu Thanh Huyền và Huy Danh, trân trọng kính mời hai bác ruột, hai bác cả bác Hưng Tâm trở hội trường. Đây là hai bác cả của cháu Thanh Huyền, hai bác Hưng Tâm trở hội trường để dành những chút quà chúc mừng cho hai cháu. Xin trân trọng kính mời. Chúng ta hôn trường là sự diện của bác Hưng và bác Tâm. Hai bác đã dành những chút quà cưới để chúc mừng cho hai cháu này. Cảm ơn những chút quà cưới của hai bác Hưng Tâm dành cho hai cháu. Chúng ta cũng nổ một cái tay thật rộn rã để chúc mừng. Xin cảm ơn. Trân trọng cảm ơn những chút quà cưới của hai bác Hưng Tâm. Vâng.
và cũng bao năm tháng đời ngày vương phúc của hai cháu Thanh Huyền và Huy Danh, cũng là bác ruột của cháu Thanh Huyền. Trân trọng kính mời hai bác Hạnh Phong trở về hội trường dành những chút quà chúc mừng cho hai cháu hôm nay. Một bảng danh sách đăng ký với ban tổ chức có những chút quà cưới chúc mừng cho Thanh Huyền và Huy Danh. Rất mong chúng ta rất khẩn trương trở về hội trường dành những chút quà cưới chúc mừng cho hai cháu. Đây là hai bác Phong Hạnh đã chuẩn bị những chiếc quà cưới để chúc mừng cho hai cháu Huy Danh và Thanh Huyền. Cảm ơn những chúc quà cưới của hai bác Phong Hạnh dành cho hai cháu Thanh Huyền và Huy Danh. Chúng ta một lần nữa nổ một cái tay thật giòn giã để cảm ơn và chúc mừng. Vâng, xin cảm ơn. Kính thưa Huy Danh, và cũng bao năm tháng một đời, ngày vui phúc của hai cháu Thanh Huyền và Huy Danh. Tiếp tục chương trình, trân trọng kính mời hai bác ruột, hai bác Hùng Thu. Đây cũng là hai bác ruột của cháu Thanh Huyền. Hai bác Hùng Thu hôm nay cũng dành những chúc quà cưới để chúc mừng cho hai cháu. Xin trân trọng mời hai bác cùng trở môi trường để có những chút quà chúc mừng cho hạnh phúc của hai cháu Thanh Huyền và Huy Danh. Đây là hai bác Hồng Thu, hai bác bên ngoại của cháu Thanh Huyền. Hai chút quà để chúc mừng cho hai cháu, chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc. Cảm ơn những chút quà cưới của hai bác Hồng Thu. Chúng ta cũng xin một tràng tay thật to để chúc mừng. Kính thưa Huyền đã có câu rằng anh em thì như chân với tay, như cây nhiều cội, như sông nhiều nguồn. Ngày vui hạnh phúc của hai em Thanh Huyền và Huy Danh. Trân trọng kính mời anh chị Dũng Hân, anh chị Dũng Hân trở vô trường để dành những thức quà chúc mừng cho hai em. Xin trân trọng kính mời. Cảm ơn những chúc quà cưới của anh chị Dũng Hân dành cho hai em. Xin một tràng tay thật lớn để chúc mừng. Kính thưa Huyền, bao năm tháng mà đời có được ngày vui hạnh phúc hôm nay nhờ công ơn tổ tiên, công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ trước khi con gái đi làm dâu nhà chồng. Trân trọng mời bố Hoan, bố mẹ Hoan hãy dẫn hai con về trước bàn thờ của gia đình để hai con được thắp hương kính tổ tiên để chuẩn bị cho con gái về nhà chồng. Trân trọng mời bố mẹ Hoan hãy dẫn hai con về trước bàn thờ của gia đình để hai con được thắp nén hương thơm kính tổ tiên. Xin mời. Con người có tổ có tông, như cây có gốc, như sông có nguồn. Bao năm tháng ở đời có được ngày vui hạnh phúc hôm nay, chúng ta nhờ công ơn tổ tiên, đặc biệt công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Bố mẹ Hoan đang dẫn hai con về trước bàn thờ của gia đình để được thắp nén hương thơm kính tổ tiên.
kính thưa hội hôn, và để thúc đẩy chương trình tiệc cưới của lễ vô quy của Thanh Huyền và Huy Danh tiếp tục chương trình, trân trọng mời đại gia đình bố mẹ Hoan trở vô trường để chụp chung hai con một phần kỷ niệm trước khi cái nhìn vào chồng nhà nam dung nhà chồng. Trân trọng mời bố mẹ Hoan, bố Hoan mẹ Hà và đại gia đình ông bà Hoan trở vô trường để chụp chung với hai con một phần kỷ niệm để chuẩn bị. Mời quý vị đại diện gia đình Hoàng Trai có lời phát biểu cảm ơn và chính thức giờ hoàng đạo. Chúng tôi gia đình Hoàng Trai xin đón cô dâu Thanh Huyền về làm dâu con của gia đình Ngọc Bà Đạt và trong trong họ xin trân trọng kính mời. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác của hai bên dòng họ và bạn bè nam nữ thanh niên của hai con và hai cháu được sự đón tiếp nồng nhiệt của Hoàng Đạt gái về Hoàng Thành gia chúng tôi. Thay mặt Hoàng Đạt gái xin chân thành cảm ơn đón tiếp nồng nhiệt đấy. Tôi con này nguyện làm được kính mời các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể bạn bè nam nữ thanh niên sang hôn trường khỏi nhà trai để tổ chức hôn lễ và hạnh phúc cho hai con và hai cháu. Và tôi được phép được xin cháu về làm về hội trường và làm con dâu về nhà bố Đạt và nhà cũng là về nhà họ. Chúng ta nổ một cái tay thật to ra xin chân trọng kính mời. Và trân trọng mời các cụ các bậc các bác đối với chồng họ một đứng đón một bên dẫn chúng ta cùng phái đoàn đón dâu. Yeah.
với chú rể cô dâu ạ, đứng ở đầu cổng để đón khách ạ. Xin mời mẹ sẽ đứng bên cạnh hai con để đón khách. Vâng. Ở phía khu vực nhà trong của gia đình nhà trai, anh tôi xin được trân trọng kính mời đến các bậc cao niên, các vị đại biểu đại diện hai gia đình sẽ cùng di chuyển vào phía khu vực trong nhà để đồng an toàn. Ở phía ngoài khán phòng những món quà, những tặng phẩm mà quý vị và các bạn muốn nên trao tặng cho chú rể cô dâu. Xin mời quý vị chúng ta vui lòng ghi đăng phiếu và chuyển phiếu để ban tổ chức để chúng tôi cùng nhau giới thiệu những quý vị chúng ta có nên trao quà chúc mừng. Xin mời các vị đại biểu di chuyển vào phía trong nhà đi ạ. Ở phía khu vực trong nhà chào đón đến sự hiện diện của quý vị đại biểu đại diện hai gia đình. Nhờ đến vị trưởng đoàn đại diện nhà trai ạ, sẽ dẫn chú rể cô dâu về trước bàn thờ của gia tiên để các bạn xin được thắp hương kính cáo gia tiên trong ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời đến và để quý vị và các bạn chúng ta cùng an toàn mời đến mời chờ của đội tổ chức để cùng tham dự của lễ cầu hôn của các bạn hôm nay. Giờ đây chú rể cô dâu đang được người mẹ thân sinh của chú rể cùng với vị trưởng đoàn đưa hai bạn về trước bàn thờ của gia tiên để thắp hương kính cáo gia tiên. Được chứng kiến hình ảnh chú rể cô dâu đang sóng bước bên nhau và trở về phía sân khấu chính của gia đình trong buổi chiều hôm nay. Xin mời hai bạn cùng di chuyển về giữa sân khấu đi nào. Rồi, chú rể sang bên này, chú rể sang bên này. Xin mời cô dâu sẽ ôm hoa đây nào. Hai bạn đứng sát vào nhau, ôm hoa nào. Cô dâu ôm hoa lên mời. Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với một không gian trang trọng nhất của gia đình nhà trai chúng tôi để cùng tham dự và chúc mừng cho ngày đại lễ thành hôn của đôi bạn trẻ. Chú rể Huy Danh sánh duyên cùng với cô dâu Thanh Huyền buổi chiều ngày hôm nay. Quý vị thân mến, lời đầu tiên cho phép chúng tôi, Trung tâm Tổ chức sự kiện Hải Bình có địa chỉ tại khu 19 Thịnh Long, xin được thay lời cho đôi bên gia đình cùng với chú rể và cô dâu trân trọng gửi đến các cụ, công các bà, các vị đại biểu cùng toàn thể quý quan khách, các bạn trẻ nam nữ thanh niên lời cảm ơn chân thành nhất, lời kính chúc sức khỏe và một lời chào nồng nhiệt nhất. Kính thưa toàn thể quý vị, hạnh phúc có thể nói là ước vọng, là ước mơ của mỗi con người. Bất kỳ ai sinh ra trong cuộc sống này thì đều có quyền mưu cầu hạnh phúc. Và theo quan niệm của người xưa thì hạnh phúc chính là dòng chảy lớn chảy về những nhánh sông nhỏ, tượng trưng cho tình yêu, sức khỏe, tiền tài, công danh và sự nghiệp. Khởi nguồn cho dòng chảy lớn thì luôn bắt đầu bằng những dãy núi cao, còn khởi nguồn cho hạnh phúc thì luôn bắt đầu bằng tình yêu, hôn nhân và mái ấm gia đình. Trải qua những tháng ngày tìm hiểu, để rồi Huy Danh và Thanh Huyền đã tìm đến bên nhau. Họ dành cho nhau những điều ngọt ngào nhất trong tình yêu, cùng một lời nguyện ước trăm năm nên nghĩa vợ chồng. Qua sông thì anh bắc nhịp cầu, yêu em anh sẽ mua cau thắm trầu. Anh về thưa với mẹ cha để đôi ta được làm con một nhà. Được sự yêu thương vun trồng của cha mẹ đôi bên, được sự cho phép của chính quyền địa phương để rồi ngày hôm nay là một ngày đẹp nhất
của đôi bạn trẻ. Một ngày mà đối với gia đình nhà trai chúng tôi đã lựa chọn từ rất lâu rồi. Để chuẩn bị cho công tác ngày phúc cho năm của đôi bạn thì gia đình nhà trai đã chọn tháng, chọn ngày, chọn giờ hoàng đạo để cùng thống nhất với gia đình nhà gái trang trọng tổ chức ngày vui hạnh phúc cho năm cho đôi bạn trẻ. Cùng trở về trong ngày lễ thành hôn của đôi bạn ngày hôm nay, cho phép ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu ở khu vực trong nhà của gia đình nhà trai chúng tôi là sự hiện diện của các bậc cao niên, các vị đại biểu đại diện cho đôi bên gia đình. Ở phía ngoài không gian phòng hạnh phúc, nơi mà gia đình nhà trai trong hoàng nộng nẫy xin được nồng nhiệt chào đón đến sự hiện diện của toàn thể quý vị và các bạn, chúng ta cùng trở về chung dự. Kính thưa quý vị thân mến, yêu nhau trên chặng đường dài và để rồi cưới nhau trong buổi hôm nay đẹp trời, một ngày tuyệt vời nhất với những sắc màu tình yêu nữa đôi hòa quyện với âm thanh ánh sáng của những làm chương trình trên sân khấu đang nâng bước đôi bạn trẻ. Họ từng bước cảm nhận cảm xúc hạnh phúc đến với bản thân với sự hiện diện của các vị đại biểu đại diện cho đôi bên gia đình cùng toàn thể quý vị quan khách có bạn trẻ nam nữ thanh niên. Giây phút này đây không gì tuyệt vời hơn nữa chính là những tràng vỗ tay thật lớn của quý vị để cùng chúc mừng. Một tràng vỗ tay đến từ quý vị, xin được cảm ơn rất nhiều. Quý vị thân mến, với những tràng vỗ tay chúc mừng của quý vị thì chúng tôi không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa và giây phút trang trọng này cho phép ban tổ chức xin được trịnh trọng tuyên bố chương trình đại lễ thành hôn của đôi bạn trẻ Huy Danh và Thanh Huyền chính thức được bắt đầu. Vỗ tay nữa nào quý vị. Anh sẽ là dòng sông để em là biển rộng. Anh sẽ là gió lộng để em là mây bay. Anh sẽ là nắng mai để em là hoa đỏ. Anh sẽ là núi nhỏ để em bước vào đời. Những câu ca ca ngợi tình yêu đôi ngày hôm nay sẽ được vang lên khán phòng hạnh phúc của gia đình nhà trai chúng tôi. Kính thưa quý vị, vào cung giờ hoàng đạo chiều ngày hôm nay 13:05 dưới sự chỉ đạo của vị trưởng đoàn đại diện cho gia đình nhà trai, nhà trai đã thiết lập một phái đoàn trang trọng nhất, sính lễ xin dâu, chàng rể trên tay đó hoa tươi thắm nhất trở về với gia đình nhà gái làm công tác xin dâu và đón dâu. Những ai đi cùng đoàn đón dâu thì đã được chiêm ngưỡng hình ảnh chú rể cô dâu họ bên nhau tươi cười hạnh phúc như thế nào. Đó hoa trên tay chú rể luôn luôn khoe sắc màu và luôn luôn nở tươi trong ngày hạnh phúc của chú rể và cô dâu. Để có đó hoa đó thì chàng rể của chúng ta đã lựa chọn từ rất lâu rồi, kính thưa quý vị, chọn từng bông hoa, từng sắc màu để rồi ngày hôm nay kết thành một đóa hoa đẹp nhất trong cuộc đời, trao cho người vợ thân yêu của mình. Anh trao cho em đóa hoa tình chớm nở, em cho anh hơi thở của tình yêu. Họ đã trao cho nhau đóa hoa từ phía gia đình nhà gái về với gia đình nhà trai chúng tôi. Đóa hoa vẫn đùa nhỏ khoe sắc để thể hiện với tình yêu đến tất cả quý vị ngày hạnh phúc của mình. Thì từ đây anh muốn hai em cùng quay vào nhau nào, quay mặt vào nhau, cùng nhau nhẹ nhàng nào. Cầm hoa cưới em ơi, hai em cầm hoa cưới và giơ cao lên một chút nhá. Giơ cao lên một chút và cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên đó hoa cưới trong sự chúc mừng của quý vị. Hãy dành cho một tràng vỗ tay nữa quý vị. Nào, bắt đầu. Cúi xuống nào, hôn nhẹ hoa cưới nào. Rất tuyệt vời. Để hứa với anh một câu sẽ chọn ngày cuối còn. Kính thưa quý vị thân mến, chào hoa chào cả tâm tình để rồi từ nay sướng khổ chúng mình có nhau. Rồi hai bạn cùng quay xuống dưới nào, đặt hoa xuống bàn. Kính thưa quý vị, trong ngày phúc cho năm của chú rể cô dâu, một biểu tượng rất đẹp trong ngày lễ hôn đó chính là chiếc nhẫn tình yêu. Cặp nhẫn uyên ương là sự khởi đầu cho tình yêu, bắt đầu một tình yêu nữa đôi. Họ đến bên nhau trải qua những tháng ngày tìm hiểu và yêu thương nhau để rồi ngày hôm nay tình yêu của họ đã đến thời đơm hoa kết trái. Và chiếc nhẫn tình yêu là sự khởi đầu cho hạnh phúc, cho tương lai mà ngày hôm nay chú rể và cô dâu họ chính thức trao cho nhau trong sự chứng kiến của tất cả quý vị. Nào xin mời chú rể hãy lấy nhẫn tình yêu của mình để trao vào tay cho người vợ thân yêu của mình. Đâu ạ? Rồi một thiên thần nhỏ đang được trao hộp nhẫn cho chú rể. Xin được cảm ơn cháu rất nhiều, xin được cảm ơn con. Nào hai bạn quay vào nhau đi nào. Rồi chuẩn bị vỗ tay thật lớn quý vị để chứng kiến hình ảnh chú rể sẽ chính thức trao chính thức tình yêu trong ngày lễ thành hôn của mình cho người vợ thân yêu. Vỗ tay nào. Nhạc sắp sinh nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay. Và sau đây cô dâu sẽ chứng kiến tiếp theo cho người chồng thân yêu của mình. Em yêu anh sẽ nguyện cùng anh đi đến cuối con đường. Cho dù cuộc sống có nhiều khó khăn, nhiều thử thách, nhưng với tình yêu, lòng trung thủy em dành cho anh, em và anh sẽ cùng nhau bước tiếp và cùng nhau xây dựng hạnh phúc. Khoe nhẫn đây nào, giơ tay đây nào. Rồi, vỗ tay đi quý vị ơi. Ngày hôm nay trở về chung dự, những tràng vỗ tay của quý vị đó chính là những lời chúc mừng tuyệt vời nhất mà quý vị và các bạn muốn dành tặng cho chú rể và cô dâu.
Kính thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày lễ thành hôn của Huy Danh và Thanh Huyền. Bắt đầu từ ngày hôm nay, chú rể cô dâu họ sẽ cùng nhau cầm chặt quét chèo, chèo lái con thuyền tình yêu, đưa con thuyền tình yêu vượt qua những sóng gió của biển khơi để rồi cập bến tương lai hạnh phúc. Chắc có lẽ trải qua một quãng đường khá xa một chút, hai bạn cũng mỏi chân rồi. Tôi muốn hai bạn cùng ngồi xuống giải nào một chút. Kính thưa quý vị, âm nhạc là một món ăn tinh thần, là một sắc màu đẹp nhất trong ngày hạnh phúc đa đôi. Ngày hôm nay, trong ngày hạnh phúc cho năm của chú rể cô dâu, chúng tôi những người làm chương trình xin được lấy âm nhạc những bản tình ca hay nhất để cùng gửi đến quý vị, cũng như để chúc mừng hạnh phúc cho năm cho đôi bạn. Một ca khúc đầu tiên trong ngày hôm nay, Nắm Lấy Tay Anh trên làn điệu nhạc remix, xin được gửi đến toàn thể quý vị và các bạn. Với những sắc màu đẹp nhất của tình yêu đôi đôi ngày hôm nay, chú rể và cô dâu họ đến bên nhau bằng một
tình yêu vô tư và trong sáng nhất. Tình yêu của họ còn đẹp như câu ca kênh Bắc thường ví von rằng: yêu nhau đứng ở đằng xa, con mắt ních lại thì bằng ba đứng gần. Anh còn son, em cũng còn son, để rồi ngày hôm nay đôi bạn họ đã chính thức là con một nhà. Có một câu nói rất hay, kính thưa quý vị, hãy cứ tin vào định mệnh, vì một lúc nào đó nó sẽ mang đến cho chúng ta những điều tuyệt diệu nhất mà chính chúng ta không thể biết trước. Cũng giống như tình yêu của chú rể Huy Danh và cô dâu Thanh Huyền. Giữa thế giới 8 tỷ người, ta vốn dĩ là hai người xa lạ, nhưng định mệnh đã đưa họ đến bên nhau. Họ cùng nhau vượt qua những thử thách, những thăng trầm của tình yêu, nhưng với niềm tin và sự cố gắng vì nhau, ngày hôm nay đôi bạn của chúng ta họ đã cùng nhau bước lên đỉnh cao nhất của tình yêu, đó chính là hôn nhân. Và họ cũng đã chứng minh cho tất cả mọi người thấy rằng định mệnh là có thật, vì đã đưa ta đến với người mà trái tim ta tìm về. Trong một bầu không khí rực rỡ sắc màu của tình yêu, những ánh sáng tràn ngập phòng hạnh phúc của gia đình nhà trai được đón nhận sự hiện diện của các cụ, các ông, các bà, các vị đại biểu đại diện đối với gia đình, các vị quan khách, các bạn trẻ, nam nữ, thanh niên trở về đây. Những ánh mắt, những nụ cười, những lời chúc mừng mà quý vị dành tặng cho chú rể và cô dâu, đó chính là một món quà vô giá nhất mà đôi bạn được đón nhận. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta cùng trở về đây để cùng nhau chung tay xây đắp một hình hạnh phúc cho năm cho đời bạn trẻ. Không gian phòng hạnh phúc lúc này là sự hiện diện của hai vị đại biểu đại diện cho hai gia đình. Chúng ta cùng đến với sự hiện diện của cha mẹ, chú rể và cô dâu. Họ trở về đây để cùng nhau chăm lo hạnh phúc cho đời con. Có ngày hạnh phúc cho năm của chú rể hôm nay thì không thể không nhắc đến công sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Các cụ ngày xưa thường nói rằng đi khắp thế gian thì không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, đem cả tấm thân gầy cha che chở đời con. Sinh con ra nuôi con khôn lớn, để rồi ngày hôm nay thì các con đã trưởng thành, lo hạnh phúc cho các con. Đó chính là trách nhiệm và cũng là hạnh phúc lớn lao nhất của cha mẹ đôi bên. Còn đối với chú rể và cô dâu, khi những cung bậc cảm xúc đang tràn về, hạnh phúc đang trào dâng, thì đôi bạn họ luôn tâm niệm một điều rằng công cha nghĩa mẹ vời đầy, con luôn khắc cốt ghi vậy trong tim. Trong một bầu không khí tuyệt vời ngày hôm nay, thay cho lời cảm ơn gửi đến hai vị đại biểu đại diện cho đôi bên gia đình cùng với cha mẹ đôi bên, thì chú rể cô dâu xin được trân trọng kính mời đến hai vị đại biểu cùng với cha mẹ chén rượu hồng trong ngày cưới. Trước tiên xin được cảm ơn đến các vị đại biểu ngày hôm nay đã trở về chăm lo hạnh phúc cho đôi con. Xin được cảm ơn đến cha mẹ đôi bên đã sinh ra chúng con, nuôi chúng con khôn lớn và cho chúng con những thời khắc đẹp nhất trong tình yêu. Xin được trân trọng kính mời trở về sân khấu của gia đình sự hiện diện của hai vị đại biểu đại diện cho hai gia đình cùng với cha mẹ thân sinh là chú rể và cô dâu. Xin mời quý vị chúng ta cùng trở về phía sân khấu để đón nhận tình cảm của đôi bạn ngày hôm nay. Nào, hai bạn cùng đứng lên nào, chúng ta chuẩn bị làm những thủ tục quan trọng nhất trong chương trình buổi lễ hành hôn ngày hôm nay. Xin mời mẹ của chú rể đi thẳng đi ạ. Vâng, di chuyển sang phía này, sau đó đến bố, đúng rồi ạ, và vị trưởng đoàn hiện nhà trai. Tiếp tục ạ, vâng, xin mời đại diện, đó chính là bố mẹ thân sinh đoàn cô dâu. Bố đứng bên cạnh vị đại biểu ạ, bố sẽ đứng bên cạnh vị đại biểu đại diện nhà gái, và mẹ sẽ đứng bên cạnh bố ạ. Quý vị thân mến, có thể nói rằng nghĩa thông gia thì hai nhà như một, để rồi với tình yêu của Huy Danh và Thanh Huyền ngày hôm nay, vô tình đã đưa gia đình nhà trai cùng với gia đình nhà gái họ xích lại gần nhau. Bắt đầu từ ngày hôm nay, tình thông gia của đôi bên gia đình sẽ được bền chặt. Họ sẽ cùng nhau bắt tay để cùng dìu dắt hai con của mình, hướng dẫn hai con hãy lấy những truyền thống tốt đẹp nhất của đôi bên gia đình để xây dựng một tương lai tươi sáng và một hạnh phúc bền vững nhất. Hãy dành cho tình yêu của đôi bạn trẻ, sự hiện diện của hai vị đại biểu đại diện hai gia đình cùng với cha mẹ đôi bên, một trăm cái tên nữa quý vị để cùng chúc mừng. Quý vị thân mến, chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị rồi. Để có ngày hôm nay thì đôi bạn, chú rể và cô dâu, họ đã trải qua rất nhiều những khó khăn trong tình yêu. Và những khó khăn đó ngày hôm nay đã kết tinh thành tấm bánh ngọt, để rồi sự ngọt ngào đó xin được chia sẻ đến tất cả quý vị trong ngày hôm nay. Nào, xin mời hai bạn cùng di chuyển về tháp bánh ngọt để cùng nhau chung tay cắt lên đỉnh tấm bánh ngọt trong sự chứng kiến chúc mừng của hai vị đại biểu, cha mẹ đôi bên cùng toàn thể các cụ, các bà, các vị quan khách ngày hôm nay. Nào, xin mời chú rể cô dâu. Đúng rồi, chung tay vào cắt lên tấm bánh cao nhất. Và 3, 2, 1, vỗ tay quý vị. Vì em làm thơ tình ai, anh sẽ gươm mây kết thành lâu đài,
Và giờ đây hai bạn cùng di chuyển về Tháp Ly. Kính thưa quý vị, Tháp Ly là biểu tượng, là nền móng tình yêu hôn nhân và mái ấm gia đình. Chảy trên Tháp Ly ngày hôm nay là những giọt rượu sâm anh màu đỏ. Rượu sâm anh tượng trưng cho huyết mạch tình yêu, và những dòng suối nhỏ sẽ luôn tuôn chảy trong trái tim của chú rể và cô dâu. Tình yêu của bạn sẽ mãi mãi đong đầy theo năm tháng. Và giờ đây chú rể sẽ khui chai rượu đầu tiên, và hai bạn cùng nhau chung tay rót lên đỉnh Tháp Ly trong sự chúc mừng của toàn thể vị. Rồi chung tay vào nào. Một chai em ơi, chạy trước, rót hết đã nào. Rồi rót đỉnh Tháp Ly, vỗ tay đeo cung phí ơi. No one's gonna find us. We'll leave the world behind us. When I make love to you tonight, I celebrate my love for you and hope. Và sau đây chú rể sẽ khu chai rượu thứ hai. Cô dâu sẽ mở 8 chiếc ly phía dưới này nào. Giờ đây cô dâu sẽ mở những chiếc ly úp ở phía dưới nào. Đó, hai bạn sẽ cùng nhau rót lên những chiếc ly đó trước. Mở nào chú rể, mở rượu nào. Đợi cô dâu một chút. Rồi bắt đầu rót rượu nào. Tượng trưng thôi chú rể, rót tượng trưng thôi. Đặt xuống nào, con dâu đặt xuống bàn thế nào. Tiếp tục những ly rượu tiếp theo. Rót hết đến 8 chiếc ly đó. Hai bạn cười thế nào, cười tươi nào. Nụ cười là một điều thuốc bổ, và là một món ăn tinh thần sẽ dẫn dắt chú rể cô dâu đi vào những giấc mơ đẹp nhất của tình yêu. Tonight, we will both discover our friends turned into lovers. When I make love to rồi cô dâu đặt xuống nào, đặt xuống bàn nào. Còn lại rượu hai bạn rót lên đỉnh Tháp Ly nào, cùng nhau chung tay rót lên đỉnh Tháp Ly. Rất tuyệt vời. Giờ đây chú rể tạm thời đổi chỗ cho cô dâu. Hai bạn đổi chỗ cho nhau nào. Kính thưa quý vị, và những ly rượu đầu tiên xin được trân trọng kính mời lên hai vị đại biểu đại diện hai gia đình. Cô dâu sẽ mời đến vị đại biểu đại diện nhà trai, chú rể sẽ mời đến vị đại biểu nhà gái. Chúc con xin được cảm ơn sự hiện diện của hai vị đại biểu ngày hôm nay. Những tình cảm tuyệt vời nhất mà các vị đại biểu dành cho chúng con đó chính là những lời chúc phúc mà chúng con đang được đón nhận. Và giờ đây mời đến hai bố nào. Trong hạnh phúc của chúng con hôm nay, sự chuẩn bị, lo lắng của bố mẹ và cho chúng con những giây phút đẹp nhất, xin được cảm ơn những điều tốt đẹp mà bố mẹ dành cho chúng con. Mời đến hai mẹ nào. Và bây giờ hai bạn đổi chỗ cho nhau về vị trí ban đầu đi nào. Hai ly rượu đó ở phía dưới là của hai bạn. Hai bạn đứng cầm rượu tay phải, đứng quay mặt vào nhau. Nếu mà chú rể uống rượu chưa quen thì cô dâu xem đám cưới nhiều hướng dẫn chú rể nhá. Báo có hai vị đại biểu cùng với cha mẹ đôi bên, ban tổ chức sẽ đếm ngược 3, 2, 1 chúc mừng. Ở phía dưới yêu cầu tất cả quý vị đang hiện diện tại phòng hạnh phúc vỗ tay thật lớn. Chúng tôi quan sát ai không vỗ tay mời lên trên này hát không nhạc hai bài có được không ạ? Chuẩn bị nào. 3, 2, 1 vỗ tay. Xin mời cùng đi nhau ạ, cùng đi và cùng cả. Rồi uống rượu.
cho rất tuyệt vời. Mùa xuân đang tới. Xin mời. Đêm nay ngỡ nắng sẽ qua. Chú rể con dâu đặt ly xuống nào, quay về sau đỡ ly cho hai vị đại biểu cùng với cha mẹ đôi bên. Kính thưa quý vị, đó chính là tình cảm, lời cảm ơn của chú rể cô dâu xin được cảm ơn đến hai vị đại biểu cùng với cha mẹ. Ngày hôm nay trong một bầu không khí đoàn kết rất tuyệt vời, hạnh phúc chân lòng của đôi bạn, thì những lời phát biểu của hai vị đại biểu đại diện hai gia đình sẽ là kim chỉ nam để đưa đôi bạn trẻ vững bước vào tương lai. Đặc biệt chúng ta còn đến với tình cảm qua lời phát biểu làm công tác giao dâu của vị đại biểu đại diện cho gia đình nhà gái. Sau đó vị đại biểu nhà trai sẽ có lời cảm ơn đắc từ nhận dâu cho rể. Xin mời quý vị chúng ta cùng đến với lời phát biểu đầu tiên trong ngày lễ thành hôn của đôi bạn. Từ phía vị đại biểu đại diện cho gia đình nhà gái xin được trân trọng kính mời. Vâng. Kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể gia đình hai họ chúng ta. Kính thưa các bạn bè thanh niên nam nữ của hai cháu Huy Danh và cháu Thanh Huyền, lời đầu tiên cho phép tôi được chúc sức khỏe và gửi lời chào trân trọng nhất đến gia đình nhà trai. Tôi là đại diện gia đình nhà gái, hôm nay chúng tôi xin trao gửi cháu Thanh Huyền đến gia đình nhà trai. Hôm nay chính thức cháu về làm dâu gia đình nhà ông Đạt, bà Hoài. Vâng. Và cuối cùng là gia đình nhà gái chúng tôi cũng xin nhận cháu Huy Danh chính thức là rể gia đình nhà chúng tôi. Và cuối cùng tôi xin chúc các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể bạn bè thanh niên nam nữ của hai cháu lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng. Chúc hai cháu luôn luôn hạnh phúc về chung một mái nhà. Tôi xin cảm ơn. Xin cảm ơn rất nhiều. Kính thưa quý vị thân mến, đó là tình cảm qua lời phát biểu của vị đại biểu đại diện cho gia đình nhà gái, đã nói đến sự đoàn kết chăm lo hạnh phúc cho đôi con trẻ của từ phía đôi bên gia đình hai dòng tộc. Ngày hôm nay vị đại biểu nhà gái xin được trao cho gái của mình về với gia đình nhà trai. Trước tiên xin được làm con cháu chắt của dòng tộc, sau đó làm con dâu của gia đình nhà trai, và hơn nữa làm vợ của chú rể Huy Danh bắt đầu từ ngày hôm nay cho đến trọn cuộc đời. Đáp lại với lời phát biểu của vị đại biểu đại diện cho gia đình nhà gái, chúng tôi trân trọng kính mời quý vị chúng ta cùng đến với lời phát biểu nhận dâu cho rể của vị đại biểu đại diện cho gia đình nhà trai. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng cô dì, chú bác của hai bên dòng họ và bạn bè nam nữ thanh niên của hai con, hai cháu, được sự nhất trí của chính quyền địa phương và hai bên gia đình, ông bà, ông Đạt và Hoan, thì đến đã nấy ngày mùng 10 tháng 9 là ngày Thanh Long Hoàng Đạo để làm lễ hành hôn cho hai cháu được hạnh phúc. Thì trong dịp hôm nay thì tôi xin trân trọng kính mời tất cả các cụ ông, cụ bà và cha dì chú bác được mời chầu uống nước và tiếp tục. Và một lần nữa tôi xin thay mặt cho họ nhà trai là chấp nhận tức là cháu Huyền tức là về làm dâu con ông bà ông Đạt và cũng là một thành viên mới của gia đình họ tộc chúng tôi. Và lần nữa tôi xin trân trọng cảm ơn tất cả các vị đại biểu và toàn thể các hội ôn đã bớt chút thời gian và ngọc qua hội trường họ nhà trai để ta cùng chung vui ngày hạnh phúc của hai con, hai cháu của chúng tôi. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các vị đại biểu và tất cả các bạn bè nam nữ thanh niên một lời chào sức khỏe. Kính thưa quý vị, đó là tình cảm của vị đại biểu đại diện nhà trai xin được đại diện cho phái đoàn nhà trai ngày hôm nay. Trước tiên xin được cảm ơn đến các cụ, các bà, các vị đại biểu đại diện cho phái đoàn dòng họ nhà gái cùng toàn thể các cụ, các bà, các vị quan khách, các bạn trẻ nam nữ thanh niên đã bớt chút công việc thời gian trở về với một không gian trang trọng nhất của gia đình nhà trai chúng tôi để cùng dự và chúc mừng cho ngày hạnh phúc chân lòng của đôi con trẻ. Đặc biệt vị đại biểu đại diện nhà trai xin được đón nhận cô dâu về làm thành viên mới của gia đình nhà trai và làm vợ của thằng rể trong ngày hạnh phúc này. Kính thưa quý vị, ngay sau đây chúng tôi mời quý vị chúng ta cùng hướng về sân khấu để chứng kiến những cái bắt tay của đôi bên gia đình cũng như hai vị đại biểu. Xin mời hai vị đại biểu ạ, dành cho nhau cái bắt tay, một tràng bắt tay quý vị. Vâng, xin được cảm ơn hai vị đại biểu, trân trọng kính mời hai vị đại biểu di chuyển vào trong đi ạ.
Xin mời hai ông di chuyển vào trong sân khấu để cho bố mẹ ạ. Đó, đúng rồi. Hai cái bắt tay của hai bố tỉnh Thông Gia đấy ạ. Cảm ơn hai bố rất nhiều. Xin mời hai bố di chuyển vào nhà trong. Hai mẹ, hai mẹ từ từ đã để bắt tay. Báo cáo quý vị, tôi phải giới thiệu một chút. Riêng mẹ của chú rể thì từ ngày hôm qua phấn khởi, báo cáo quý vị là rất vui mừng khi mà ngày hôm nay thời tiết và tất cả mọi thứ trong ngày phúc đã được hoàn thiện, thì trước sân khấu của gia đình, nụ cười của người mẹ thân sinh nhà chàng rể rất mãn nguyện. Bây giờ chúng tôi muốn rằng hai bà Thông Gia dành cho nhau một cái ôm thật thắm thiết của tình Thông Gia. Ôm nhau một cái, vui lên đi quý vị. Vâng, xin được cảm ơn đến người mẹ của cô dâu ạ. Trân trọng kính mời mẹ cô dâu di chuyển vào nhà để cùng tiếp tục. Mẹ chú rể ở lại một chút. Vâng, xin được cảm ơn mẹ cô dâu. Vâng, xin cảm ơn. Bây giờ mời chị vào trong nhà để cùng an tọa và để cùng lắng nghe với những món quà về âm nhạc của mẹ chú rể muốn gửi đến thay cho lời cảm ơn đến tất cả quý vị và chúc mừng hạnh phúc cho hai con. Xin được quý vị chúng ta cùng đến với những ca khúc hay nhất cũng như những lời phát biểu cảm ơn từ chính chủ nhân cánh đồng hồng ngày hôm nay lo hạnh phúc cho các con, đó chính là người mẹ của chú rể. Cảm ơn mẹ cô dâu rất nhiều ạ. Xin mời chị di chuyển vào nhà trong để cùng an tọa. Vâng, sân khấu của gia đình lúc này mời chị chuẩn bị đón nghe tiếng hát của Thông Gia. Xin mời. Vâng, xin được nhiệt liệt chào mừng quan viên hay họ, các cụ, các ông, các bà, các bác cùng toàn thể anh chị em. Vâng, hôm nay là một ngày rất vui đối với gia đình chúng tôi, là một ngày rất chi là đặc biệt. Ngày mà chúng tôi đã được nhận một con dâu mới, một thành viên mới, một chú rể Thảo, một cô dâu Thảo, một chú rể Hiền. Và là một ngày mà gia đình chúng tôi đã kết tình Thông Gia trước sau như một, đậm tình sâu sắc. Và hôm nay thì mẹ cũng xin chúc cho hai con. Thứ nhất là phải biết yêu thương, biết chia sẻ và biết nhẫn nhịn, đặc biệt là phải biết hy sinh. Và chính những sự như thế này thì đã làm lên một gia đình, một ngôi nhà và những đứa trẻ. Mẹ xin chúc cho hai con luôn luôn hạnh phúc, luôn luôn viên mãn trong cuộc sống. Vâng, và để niềm vui gia đình được nhân lên gấp bội lần, sau đây tôi xin gửi tới toàn thể hội hôn cũng như anh chị em bài hát được mang tên tôi đang là suy nghĩ xem hát bài gì để nó hợp lý ạ. Và sau đây tôi xin gửi tới cả nhà yêu bài hát với tựa đề Tìm Em Cô Ví Sung Lam. Xin mời cả nhà cùng lắng nghe. Chiều về cánh cò lội bên sông, cô lái đò giữa nắng.
một câu ví anh trao, nửa câu ví em thương. Cuộc săn cuộc vui môi chặt mặn, thương em rồi nhớ đời. Cảm ơn ạ. Xin được cảm ơn người mẹ của chú rể. Kính thưa quý vị, rất đẹp, rất duyên dáng và có những ca từ rất hay trong ngày hôm nay. Một tình cảm không thể nào mà so sánh được, đó chính là tình cảm mẫu tử. Người mẹ thư sinh cho chú rể hôm nay, báo quý vị đã làm công tác chuẩn bị từ rất lâu rồi, lo lắng những ngày nào hôm nay để tổ chức ngày lễ thành hôn cho đôi con. Và đến giờ phút này, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, đây là những điều mà gia đình nhà trai cùng với gia đình nhà gái cũng như chú rể và cô dâu đang được đón nhận. Hơn nữa, món quà đó chính là âm nhạc mà người mẹ chú rể xin được thay cho lời cảm ơn gửi đến các cụ, các bà, các vị đại biểu cùng tất cả quý vị ngày hôm nay đã trở về chung dự và để cùng chúc mừng. Trên tay của chúng tôi rất nhiều những phần đăng ký trao quà của tất cả quý vị chúng ta đã đăng ký với ban tổ chức. Rất mong mọi người chúng ta sẽ cùng làm công tác chuẩn bị để trở về sân khấu có những món quà chúc mừng cho đôi bạn hôm nay. Xin mời chú rể cô dâu hai bạn cùng đứng lên để đón nhận những món quà của những người thân trong gia đình cũng như bạn bè của đôi bạn. Kính thưa quý vị thân mến, món quà đầu tiên xin được chào đón trở về sân khấu, chúc mừng hạnh phúc cho năm cho đôi bạn trẻ đến từ bác Thoa Mậu. Xin mời. Xin mời món quà của bác Thoa Mậu. Sau món quà của bác Thoa Mậu, chúng tôi xin được chỉ đón món quà tiếp theo đến từ chú Thím Hương. Vâng, là thím của chú rể. Xin được chờ đón món quà tiếp theo đến từ thím Hương. Xin mời bác đứng và sát để chụp ảnh với đôi bạn ngày hôm nay. Cảm ơn món quà của bác Thoa rất nhiều. Chúng ta đến với món quà của thím Hương ạ. Sau món quà của thím Hương sẽ là món quà tiếp theo đến từ thím Ngoan, là thím của chú rể.
xin mời món quà đến từ thím Ngoan. Sau món quà của thím Ngoan sẽ là món quà đến từ cậu mợ Đạt Ngọc sẽ chuẩn bị ạ. Xin mời món quà tiếp theo đến từ cậu mợ Đạt Ngọc. Chúng ta đến với món quà của cậu mợ Đạt Ngọc. Sau món quà của một cậu mợ Đạt Ngọc sẽ là món quà tiếp theo xin được chào đón tình cảm của chị Thủy. Xin mời món quà của chị Thủy. Xin cảm ơn cậu mợ rất nhiều. Xin mời món quà đến từ chị Thủy. Sau món quà của chị Thủy sẽ là món quà của hai chị Ánh Anh. Xin mời món quà tiếp theo đến từ hai chị Ánh Anh. Sau món quà của hai chị Ánh Anh sẽ là món quà tiếp theo đến từ em Dương, là em của chú rể. Cảm ơn hai chị rất nhiều. Xin mời món quà đến từ em Dương. Sau món quà của em Dương sẽ là món quà của em Hiệu. Em Hiệu sẽ có món quà và đặc biệt hơn nữa là một món quà về âm nhạc sẽ cùng chúc mừng cho anh chị ngày hôm nay. Món quà của bố mẹ chú rể chúng tôi muốn dành để khi nào bố mẹ chính thức xin được đón nàng dâu thì sẽ là cho quà để đón nàng dâu luôn. Xin mời món quà đến từ em Hiệu. Một món quà rất ý nghĩa cũng như một món quà về âm nhạc ngày hôm nay mà người em chú rể xin được tặng anh chị. Chúc mừng anh chị trong ngày hạnh phúc này. Chúng ta dành một tràng vỗ tay thật lớn nữa quý vị. Xin được cảm ơn và cùng chúc mừng. Rất nhẹ nhàng. Bây giờ nhiệm vụ của chú rể cô dâu cứ đứng lên xong lại ngồi xuống. Bây giờ hai bạn ngồi xuống để tiếp tục nhận món quà tiếp theo. Nào xin mời. Và giờ đây thì hai em chụp ảnh đã, đúng rồi, chụp ảnh sau đó là chú rể sẽ cùng cô dâu ngồi xuống để đón nhận món quà tiếp theo đến từ em Hiệu. Đó chính là một ca khúc hay nhất mà em Hiệu xin được thay cho lời chúc gửi đến anh chị ngày hôm nay. Rồi xin mời. Vâng, nhân ngày cưới của anh Danh, con Hiệu xin phép là chúc sức khỏe đến cô dì chú bác, cậu mợ gần xa cũng như bên đằng ngoại của chị Huyền và các bạn thanh niên, nam thanh nữ tú. Và chúc anh Danh có một đám cưới vui vẻ, hạnh phúc. Và em cũng có bài hát để gửi tặng đến anh chị, bài Hạnh Phúc Cuối Cùng ạ.
mọi người được không ạ? Trên môi ấm áp như mặt trời tan đi bao giá vàng, ánh mắt em như xua màn đêm đưa anh đi qua bao đau thương, nắm tay em đi cùng anh nguyện một đời yêu em. Trong cuộc sống. Và kính thưa quý vị thân mến, chúng ta lại tiếp tục đến với những món quà của những người thân, những người bạn của chú rể và cô dâu. Nào hai bạn tiếp tục đứng lên nào. Tôi nói rồi, ngày hôm nay là ngày của hai bạn, cho nên các bạn cứ ngồi xuống, sau đó lại đứng lên. Món quà tiếp theo xin được chào đón trở về sân khấu
xin được trân trọng giới thiệu món quà của em Huy Anh. Xin mời, món quà đến từ em Huy Anh. Sau món quà của em Huy Anh, xin được chào đón món quà tiếp theo. Đó chính là món quà của em Mười sẽ chuẩn bị. Xin mời món quà của em 10. Sau món quà của em 10 sẽ là món quà của em Mạnh Ánh sẽ chuẩn bị. Cảm ơn em 10. Xin mời món quà đến từ em Mạnh Ánh. Sau món quà của em Mạnh Ánh sẽ là món quà đến từ những người bạn thân, rất thân của cô dâu ngày hôm nay trở về để cùng tham dự và có những món quà chúc mừng cho hai bạn. Xin được chào đón trở về sân khấu sự hiện diện của những người bạn của cô dâu. Xin mời. Đâu hết giờ có một bạn thôi à? Lên đi nào. Nào xin mời chú rể cô dâu bước lên sân khấu cùng với những người bạn để đón nhận tình cảm, những món quà tuyệt vời nhất của các bạn ngày hôm nay. Xin được cảm ơn tình bạn rất nhiều. Đâu ạ, còn bạn nào nữa không ạ, lên đi ạ. Kính thưa quý vị, trên đời không có gì cao quý bằng tình nghĩa vợ chồng và cũng không có gì cao quý bằng tình nghĩa bạn bè. Ngày hôm nay trong một ngày đẹp nhất, một ngày đẹp trời mà gia đình nhà trai tổ chức hạnh phúc cho năm cho Huy Danh và Thanh Huyền. Và cũng là một ngày mà những người bạn của cô dâu trở về đây với những tâm tư tình cảm, những lời chúc mừng, chúc phúc gửi tặng cho đôi bạn trẻ ngày hôm nay. Và hơn nữa, những món quà rất ý nghĩa và ba bạn sẽ đại diện cho những người bạn của cô dâu sẽ đi trao quà chúc mừng. Ui giời, rất nhiều. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn luôn luôn mạnh khỏe, thành đạt trong cuộc sống và vươn tới những đỉnh cao nhất của sự nghiệp cũng như trong tình yêu. Xin quý vị một tràng vỗ tay thật lớn để cùng chúc mừng và cảm ơn đi ạ. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đâu ạ? Có bạn nào lên chụp ảnh nào? Cần trước ạ. Những người bạn của cô dâu đâu ạ? Vẫn còn một gói quà, những tấm ảnh kỷ niệm nữa. Đó, úi giời. Tôi xuống dưới này. Thế mấy bạn gái nếu mà lên không, lên luôn kìa, ba bạn, lên luôn. Quý vị thân mến, những người bạn của cô dâu rất trân trọng những cái phút đẹp nhất của tình cảm bạn bè và rất trân trọng những tấm hình mà chú rể cô dâu đang được các bạn nâng niu và khoe với tất cả mọi người trong ngày hôm nay. Xin được cảm ơn các bạn rất rất nhiều. Được chưa ạ? Nếu được rồi, khi nào được thì các bạn cùng nhau bắt tay chú rể cô dâu để cùng chúc mừng. Rồi à, mọi người tập trung chụp ảnh nào, cười thật tươi nào. Rồi, bắt tay chưa? Các bạn bắt tay chú rể cô dâu chưa? Bắt tay để cùng chúc mừng, xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin các bạn tổ chức tự hỏi ạ, còn phần đăng ký tặng quà nào mà chúng tôi chưa giới thiệu quý vị chúng ta có nên cho quà không ạ? Nào hai bạn đứng lên đây phía trước một chút nữa. Còn không ạ? Vâng, có lẽ giờ đây xin được trả lời cho chú rể cô dâu cảm ơn món quà của các bác, các cô, các chú, các thím, các cậu, các mợ.
các anh chị em và các bạn rất nhiều. Chúng ta trở về đây với những lời chúc mừng gửi đến cho đôi bạn, và đặc biệt là có những món quà ý nghĩa nhất chúc mừng cho đôi bạn ngày hôm nay. Có thể nói rằng ngày hôm nay là một ngày rất đẹp mà nhà trai lựa chọn để rồi sự mong đợi của bố mẹ, những người đã thân sinh ra chàng rể nàng dâu. Đã bao ngày mẹ ao ước chờ mong, hôm nay đây rể Thảo đón dâu hiền xây hạnh phúc. Trong giây phút trang trọng này, chúng tôi xin được trân trọng kính mời quý vị chúng ta cùng hướng về sân khấu, dành những tràng vỗ tay thật lớn với sự hiện diện của bố mẹ thân sinh của chú rể, sẽ dang rộng vòng tay yêu thương để đón nhận một thành viên mới, một nàng dâu hiếu thảo về với gia đình. Và trước khi bố mẹ đón nhận cô dâu nhập căn phòng hạnh phúc thì bố mẹ có một món quà để cùng trao tặng cho hai con, để hai con sẽ vững bước trên con đường tương lai. Xin mời sự hiện diện của bố mẹ của chú rể. Chúng ta dành một tràng vỗ tay thật lớn cho quý vị để cùng chờ đón sự hiện diện của bố mẹ thân sinh cho chú rể ngày hôm nay. Mẹ đứng bên cạnh con dâu, còn bố sẽ đứng bên cạnh chú rể. Mẹ tôi rước dâu và cặp bông tai hạnh phúc trọn đời. Ngày nào dũng bố sẽ chào cho chú rể. Rồi, mở ra đi ạ. Một thằng lông to. Vâng ạ. Xin mời món quà đến từ bố mẹ của chú rể. Rồi chú rể mở ra cho bố. Bóp mạnh vào, bóp mạnh vào. Đó. Rồi đón nhận nào, chú rể đón nhận như nào. Chú rể dồn cái đấy vào túi đi. Dồn vào túi áo. Đúng rồi, cho vào túi áo thì đã. Rồi bây giờ sẽ đón nhận món quà đến từ bố mẹ. Và sau khi bố mẹ trao quà xong thì theo ý kiến của vị trưởng đoàn, trân trọng kính mời hai vị trưởng đoàn đại diện hai gia đình cùng với bố mẹ của cô dâu ạ, sẽ chụp ảnh trước ạ. Vâng ạ, xin mời ạ, bố mẹ của cô dâu ạ. Và sự hiện diện của hai vị trưởng đoàn ạ. Ông ơi, con mời ông ở lại đi ạ, cùng chụp chung nữa ạ, hai vị trưởng đoàn, bố mẹ của cô dâu nữa ạ. Sau khi bố mẹ trao quà cho con xong thì sẽ là một cái ảnh, và sau cái ảnh đó sẽ là cái ảnh đại gia đình. Bây giờ ông ơi, với bác sang bên này để đổi chỗ cho nhau đi ạ, đổi chỗ cho nhau. Bây giờ nhà gái sẽ đứng bên cạnh chú rể, vâng, nhà trai sẽ đứng bên cạnh cô dâu. Vâng, xin mời bố mẹ của cô dâu sang bên phía con rể của mình đi ạ. Đó, đúng rồi ạ. Nào, chú rể đưa đây nào, chú rể đưa đây nào. Rồi, sẽ lưu lại hình ảnh. Bố sẽ đứng bên cạnh con rể và mẹ, đó. Bố đổi chỗ cho mẹ một chút, bố đổi chỗ cho mẹ một chút, hợp lý hơn. Đó, đúng rồi, mẹ đứng bên cạnh con rể của mẹ. Vỗ tay đi quý vị ơi, xin được chúc mừng. Hình ảnh rất đẹp. Được chưa ạ? Vâng ạ, xin được cảm ơn bố mẹ của cô dâu, cảm ơn hai vị đại biểu đại diện gia đình. Cảm ơn bố của chú rể ạ, trân trọng kính mời các vị đại biểu cũng như bố mẹ của cô dâu di chuyển vào nhà trong đi ạ. À vâng ạ, xin mời hai ông trưởng đoàn ạ. Mẹ của cô dâu để chỗ cho hai vị trưởng đoàn chụp riêng được cái ạ. Vâng, đứng đây đợi một chút. Ông ơi, một ông sang bên này đi ạ, một ông sang bên này. À, vị trưởng đoàn nhà trai muốn đứng cạnh vị trưởng đoàn nhà gái. Vâng ạ. Được chưa ạ? Nào, xin mời mẹ lên trên sân khấu nào. Chú rể sang đây để hai mẹ con trò chuyện với kiểu nào. Xin mời bố của chú rể cùng với tất cả anh chị em của chú rể chúng ta lên sân khấu chụp ảnh đại gia đình. Nào, được chưa ạ? Rồi, lên đây nào. Xin mời bố ạ, mời tất cả anh chị em của chú rể đâu ạ? Mẹ đứng đấy đi ạ, mẹ đứng bên đấy nào. Còn ai không ạ? La 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 la
Bố đứng sát vào con trai một chút nữa. Đó. Rồi ạ, xin được cảm ơn bố, cảm ơn em trai rất nhiều. Nào, bây giờ thì cô dâu sẽ đưa hoa cho chú rể cầm nào. À, kính thưa các cụ, giây phút đẹp nhất của tuổi trẻ đó là khi xuất giá tòng phu, được cầm tay người mẹ, chồng thân yêu, mẹ dắt con vào căn phòng hạnh phúc mà bố mẹ đã chuẩn bị từ lâu rồi. Giờ hàng đạo đã đến, xin phép các cụ, cô và các vị đại biểu cho phép người mẹ chồng được đón dâu nhập phòng mới. Vỗ tay nào, mẹ đi trước cầm tay cô dâu, rồi chú rể đi sau. Vỗ tay quý vị xin được chúc mừng. Mẹ đã cho con giàu sự yêu thương để con lớn lên trong nơi của mẹ. Lời xưa thiết tha trôi dài năm tháng, mẹ đã cho con dòng sự yêu thương. Mẹ ơi mẹ ơi, dù năm tháng trôi, mẹ như vầng trăng tỏa ánh con đã cùng về về với mẹ tôi. Người yêu ơi, đừng bao giờ cách xa, mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng. Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em anh càng thấy xin mời sự trở lại của chú rể và cô dâu, hai bạn cùng trở xuống phía dưới nơi mà gia đình đang được đón tiếp từ các cụ, các vị đại biểu cũng như toàn thể quý vị, để rót nước trân trọng kính mời đến các cụ các bà cũng như có lời cảm ơn đến toàn thể mọi người trong ngày hôm nay. Vàng hạt nắng đua nhẹ trên áo, đôi môi em hồng lan khát khao, mắt em vời vợi lấp lánh màn sao. Em mong manh buồn rừng cây chút rời lắng, gió chiều bấm trời sao
xiên mãi không nguôi. Người yêu ơi, đừng bao giờ cách xa. Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta. Và ta biết một điều thật giản dị. Anh càng thấy yêu em. Kính thưa quý vị thân mến, một lần nữa cho phép chúng tôi xin được thay lời cho đôi bên gia đình cùng với chú rể cô dâu. Trân trọng cảm ơn đến các cụ, các bà, các vị đại biểu cùng toàn thể quý vị và các bạn. Chúng ta đã bớt chút công việc thời gian trở về với không gian phòng hạnh phúc của gia đình nhà trai để cùng tham dự và chúc mừng cho ngày lễ thành hôn của đôi bạn trẻ. Bóng chiều thì đã ngả về Tây, quan viên tám họ chín chiều đường về còn phải hơi xa. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị rất nhiều và cho phép chúng tôi xin được tuyên bố chương trình lễ thành hôn của Huy Danh và Thanh Huyền xin được khép lại tại đây. Kính chúc toàn thể quý vị ra về thượng lộ bình an. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều. Xin mời chú rể cô dâu cùng trở về phía cổng hôn trường cưới để nói lời chia tay và cảm ơn đến toàn thể quý vị ngày hôm nay.